các bạn quay trở lại với channel của Trâm và đừng quên là nhấn nút like cho video này cũng như là subscribe channel của Trâm để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới từ Trâm nhé. Và đừng quên là follow hai Trâm của Trâm nha. Một cái là Trâm cá nhân của Trâm, còn cái còn lại là nơi Trâm bán những cái preset mà Trâm làm ra từ Lightroom. Nếu như mà bạn muốn tham khảo những màu khác cũng như là muốn hỗ trợ Trâm thì bạn có thể vào Trâm mình nha. Trong cái video này Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách để mà mình edit video như thế nào cho nó đẹp, và đặc biệt là edit trên điện thoại luôn. Và Trâm biết đây là cái kiểu video đầu tiên mà Trâm làm cho các bạn, tại vì đó giờ mình toàn là chỉnh ảnh không à. Và Trâm nghĩ là từ đây trở đi thì có thể Trâm sẽ làm thêm nhiều cái video kiểu như thế này nữa, tại vì Trâm có rất là nhiều cái cách để mà edit video đẹp cũng như là những cái ý tưởng mà Trâm muốn chia sẻ cho các bạn. Và Trâm biết là cái mùa này là mùa du lịch nữa, thì có rất là nhiều bạn thích đi chơi, đi du lịch đây đó và rất là tò mò không biết là nên sử dụng cái app nào, cái phần mềm nào để mà chỉnh video nó rõ, nó đẹp và nó chất lượng, cũng như là những cái app nào hay ho gì đó Trâm sẽ đều chia sẻ hết cho các bạn. Và trong video này cái app mà Trâm sẽ sử dụng đó tên là KineMaster. Trâm sẽ để cái icon như đây để các bạn có thể vô App Store và search và tải về, hoặc là Trâm sẽ để cái đường link ở ngay dưới phần description ở phía dưới video này luôn. Nếu như bạn tìm không ra, bạn có thể nhấn đường link đó và tải về cho nó lẹ. Và bây giờ Trâm sẽ cho các bạn xem một cái video mà Trâm sử dụng KineMaster để mà chỉnh ra, và các bạn nhìn đây rất là chuyên nghiệp luôn. Nói chung là khi mà nhìn cái video đó Trâm không có nghĩ là mình chỉnh ngay trên điện thoại của mình luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ xem video trước ha. Chính của cái video ngày hôm nay, và Trâm sẽ chỉ cho các bạn từ đầu tới cuối tất cả những cái công dụng, những cái chức năng ở trong cái KineMaster để mà các bạn có thể chỉnh ra một cái video hoàn thiện. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái video này nha. Và khi mà bạn bắt đầu vào cái app này đó thì nó sẽ hiện ra như thế này, bấm cái dấu cộng này nha. Và sau khi bấm nó sẽ hiện ra cho bạn ba cái kích cỡ size của cái video mà bạn muốn. Chỉ cho bạn cách edit cái 16 và là 9 nha, để là một cái video ngang chuyên nghiệp luôn á. Bạn sẽ bấm vô cái chữ media để mà mình lấy hết tất cả những cái video mà bạn muốn chỉnh để vô trong đây một lần luôn, để mà chỉnh cho nó dễ đó ha. Trâm đã để riêng một cái album tên là KineMaster ở đây, và trong cái album này Trâm để 6 cái video nhỏ mà Trâm muốn ghép lại để ra một cái video hoàn thiện. Bên trên cùng đó thì bạn sẽ bấm cái dấu đó, có nghĩa là mình sẽ lấy hết này xong. Thì ở đây đó bạn sẽ thấy là cái thanh màu đỏ này, và bạn muốn di chuyển cái video này đó thì bạn chỉ có việc là kéo như thế này thôi, thì mình sẽ di chuyển được tới cái vị trí mà mình mong muốn. Hay là nếu bạn muốn di chuyển nhanh hơn đó thì bạn sẽ thu nhỏ lại bằng cách như thế này đó, rồi bạn kéo thôi. Và trong một cái video đó, bạn muốn thu nhỏ cái video đó hoặc là phóng to nó lên thì bạn chỉ có việc đụng vô cái video đó và bạn sẽ kéo như thế này nè, thì bạn có thể thấy là nó rõ đến từng giây từng phút luôn. Và cái này nó sẽ giúp cho mình edit một cái video rất là dễ và chính xác và tỉ mỉ nữa nha. Và cái việc đầu tiên để mà edit cái video này là Trâm sẽ chỉnh cái màu cho video này trước. Rất là đơn giản, bạn sẽ đụng vào cái video đó ha. Bên tay phải nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái chức năng cũng như là những cái chế độ khác nhau. Có cái chữ là filter thì ở trong đây nó sẽ là nơi để cho bạn chọn màu cho cái video này. Nếu mà nó có hình vương miệng thì cái đó là dành cho chế độ premium, và Trâm là có chế độ premium tại vì Trâm rất là thích edit video. Khi mà có chế độ premium thì mình có thể chọn bất cứ cái thứ gì mình muốn ở trong đây, và nó sẽ làm cho video mình cũng đẹp hơn nữa. Trâm sẽ chọn cái màu là coal, và sau đó trong đây nó hiện ra cho mình rất là nhiều màu khác nhau. Thì bây giờ Trâm sẽ thử từng màu cho bạn xem ha. Thì ví dụ như cái màu C1, C2, C4. Ôi, Trâm thấy cái màu C3 nó xinh quá nè. Có thấy bên tay trái nó sẽ có một cái thanh, nó có số 100, thì ở nơi đây là nơi để cho bạn giảm cái độ màu của nó xuống, cái độ đậm của màu đó. Ví dụ như bạn để số 0 thì đây sẽ là cái màu gốc của video mình luôn. Thì Trâm cảm thấy cái màu này nó cũng khá đẹp, chứ nó không có bị đậm hay là bị gì quá, cho nên Trâm sẽ giữ nguyên 100 luôn ha. Và bây giờ Trâm sẽ làm tương tự cho hết tất cả những cái video kia. Trâm sẽ chọn filter, chọn coal và sau đó là chọn C3.
cái video thứ nhất này á, Trâm muốn cái cảnh ban đầu của cái video nó sẽ là toàn diện như thế này, và sau đó là sẽ tới gần lại, chứ nó không phải là từ gần đi ra xa. Cho nên Trâm sẽ có chỉ cho các bạn một cách, đó là bạn sẽ bấm vào video này ha, và bên tay phải nó sẽ có cái chữ là reverse, có nghĩa là nó sẽ làm cho cái video của mình nó đảo ngược lại luôn. Thì bây giờ Trâm sẽ chọn cái chữ reverse, và sau đó bạn sẽ dành cho cái app này một chút thời gian để cho nó giúp mình reverse cái video lại ha. Và sau khi mà reverse xong rồi thì nó sẽ nhìn như thế này. Trâm sẽ bấm nút play cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy nó bay tới không? Và bây giờ ngay vị trí chỗ này nè, thì Trâm muốn cắt cái video này ra, cho nên Trâm sẽ chọn ở bên đây, bên tay phải bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều chế độ khác nhau. Thì bạn sẽ chọn cái chế độ thứ ba đó, tên là Split and Playhead, có nghĩa là ngay cái đường line màu đỏ đó thì nó sẽ cắt video ngay tại chỗ đó cho mình ha. Bạn nhìn nè, nó bay khá là chậm đúng không? Cho nên bây giờ Trâm sẽ thay đổi cái tốc độ của cái video này. Trâm sẽ chọn cái video này, và bên tay phải bạn sẽ chọn cái chữ là Speed, và ở đây á thì Trâm sẽ tăng nó lên 4 chấm. Và bây giờ mình sẽ coi nó chạy nè. Ngay cái đoạn đầu video á thì Trâm muốn có một cái effect, một cái hiệu ứng nó làm cho cái video mình nó thú vị hơn, nó hút mắt người nhìn hơn. Cho nên bên tay phải các bạn sẽ thấy cái chữ là Clip Graphics, thì bạn bấm vô đó, và ở trong đây nó có rất là nhiều cái effect khác nhau. Thì đây là những cái mà Trâm đã thích và Trâm tải về rồi. Còn nếu như bạn thích những cái khác á, thì ngay ở phía trên phải thấy nó có hình cái store nhỏ, thì bạn sẽ bấm vô đó, và ở trong đây nó có rất là nhiều cái khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như Trâm chọn một cái này đi, và Trâm sẽ download về, thì nó đại loại như thế này. Trâm sẽ làm mẫu cho bạn xem, và sau đó bạn sẽ bấm nút quay ngược như vậy nè, bấm dấu chéo, thì nó sẽ hiện ra đây là cái đầu tiên, là cái mà mới nhất mà bạn download đó. Thì ví dụ như bạn bấm cái đó, và sau đó bên đây nó có rất là nhiều cái khác nhau rồi đó, bạn thấy không? Và mình có thể ghi chữ luôn, nhìn nó rất là ngầu luôn đó. Nói chung là khi mà nhìn mấy cái này á, Trâm không có hề nghĩ là cái app trên điện thoại nó có thể giúp mình làm những cái này, nhìn cực kỳ xịn luôn. Kiểu như Trâm muốn đơn giản thôi. Cho nên cái phía cuối cùng bạn sẽ thấy cái chữ là Text Punch Out, thì bạn bấm vô đó, chọn cái chữ là Middle One. Trâm sẽ cho các bạn xem nó chạy nè. Thấy chưa? Thì các bạn có thấy là giữa cái đoạn này với cái đoạn này nó bị gập một cái không? Cho nên nó ngay chỗ này á, nó có hình dấu cộng. Thì ở đây á, Trâm muốn mình sẽ thêm một cái transition nào đó để nó làm cho cái video á, nó mướt hơn. Trâm sẽ chọn cái flash cut như thế này, và Trâm đã coi này coi. Nó đóng là như thế này ha. Rồi bây giờ Trâm sẽ cho nó chạy thử coi như thế nào. Đó, nó đóng lại, các bạn thấy không? Thì ngay đoạn đầu của video này đó, thì Trâm muốn để thêm một cái location nữa để cho người ta có thể hình dung được cái nơi mình đi là ở đâu. Chữ gray như thế này nè, thì Trâm sẽ để cái chữ Nha Trang ở phía dưới đó. Thì Trâm sẽ dừng cái đường line màu đỏ ngay vị trí mà Trâm muốn chèn cái chữ vô. Bên tay phải các bạn sẽ thấy nó có cái chữ là layer đúng không? Thì bạn sẽ chọn cái chữ đó. Nếu mà bạn chọn media, có nghĩa là bạn có thể chèn luôn một cái video hoặc là một cái tấm hình nào đó lên trên cái video của mình nữa. Nhưng mà cái đó là cái Trâm chưa có còn bây giờ, cho nên Trâm sẽ chọn cái chữ text ha. Và ở đây á, bạn sẽ ghi cái chữ là Nha Trang. Và sau đó bạn bấm cái nút tích lên như thế này. Và sau đó ở bên tay phải nó sẽ hiện ra cho bạn rất là nhiều cái khác nhau nữa. Thì Trâm muốn thay đổi cái font của cái chữ Nha Trang này, cho nên Trâm chọn cái chữ font trước. Và sau đó Trâm sẽ chọn đại một cái chữ nào đó. Trâm sẽ thu nhỏ cái chữ Nha Trang này lại. Thì các bạn có thấy nó có cái hình mũi tên mà có hai cái hướng không? Thì Trâm sẽ chọn cái đó và Trâm sẽ thu nhỏ lại ha. Và Trâm sẽ để một cái chữ Nha Trang nhỏ xíu đó ở phía dưới cái chữ gray luôn. Cái chữ Nha Trang này Trâm muốn khi mà nó xuất hiện á thì nó sẽ đậm dần, và sau đó nó sẽ nhạt dần và nó biến mất. Thì Trâm sẽ chọn cái chữ In Animation cho nó. Và cái hiệu ứng mà Trâm chọn đó là Fade, tại vì Trâm muốn nó đậm dần. Và sau đó là lúc mà nó kết thúc á, thì Trâm sẽ chọn cái Out Animation, và Trâm cũng sẽ chọn Fade luôn. Cái video của thứ nhất nó kết thúc ngay chỗ này, nhưng mà cái chữ Nha Trang nó lại ra tới tuốt ngoài đây luôn. Trâm sẽ zoom to cái video này ra, Trâm sẽ kéo cái đuôi của cái chữ Nha Trang tới đây và dừng lại vị trí này thôi. Đây là một cái video thứ hai, thì Trâm thấy nó bay cũng khá chậm, cho nên Trâm sẽ tăng cái tốc độ của nó một tí xíu. Trâm sẽ chọn cái video đó và Trâm sẽ chọn cái chữ là Speed ngay ở đây, và sau đó Trâm sẽ chọn là 2. Khi mà nó chạy tới đây thì sẽ có cảnh là Trâm từ trong đi ra, từ đoạn đầu cái video cho tới đây Trâm vẫn chưa đi ra. Tới đây Trâm mới bắt đầu đi ra, cho nên từ cái đoạn này trở về trước Trâm muốn cắt bỏ đi, cho nên Trâm sẽ chọn vô cái video đó và Trâm sẽ chọn cái chữ trim với là split luôn. Thì Trâm sẽ bấm cái này, thì các bạn thấy là nguyên cái đoạn đầu này nó trim luôn. Giữa hai cái này cũng tương tự luôn ha. Trâm muốn có một cái transition để mà làm cho video của mình nhìn nó chuyên nghiệp hơn, cho nên Trâm sẽ bấm vô dấu cộng, và sau đó bên đây Trâm sẽ tìm những cái đẹp. Trâm thấy cái số 2 dễ thương nè, cho nên Trâm sẽ chọn cái số 2 đó. Sau đó cảnh Trâm đi ra, khi mà tới đây đó thì Trâm sẽ cắt cái này ra làm hai tiếp, và ở giữa hai cái video này Trâm muốn nó có thêm một cái transition nữa để nhìn cho nó xịn, cho nên Trâm sẽ bấm vô cái dấu cộng này ha. Trâm sẽ chọn cái sunset clean ngay chỗ này, và Trâm sẽ chọn số 4 để cho các bạn xem nó chạy ha. Đó, nó chạy tới đây và sau đó nó bay ra đó.
Trâm không có cần nguyên cái đoạn này luôn, cho nên Trâm sẽ bấm vô cái video này ha, và Trâm sẽ xóa nó đi. Và bây giờ sẽ là cảnh biển. Trâm sẽ bấm vô cái dấu cộng ở đây ha, và Trâm sẽ chọn một cái transition nào đó đơn giản thôi. Fun. Nhìn ra biển như thế này. Đó, mày thấy chưa? Thì ngay cái đoạn bay ra như thế này á, Trâm sẽ làm một cái graphic cho nó để cho nó đặc biệt hơn. Trâm sẽ chọn cái cam motion ở đây. Chọn thử cái zoom out thử nha. Như thế này. Bay ra như vậy á, thì nhìn nó như là có một cái effect nào đó. Nó cứ nhanh rồi nó chậm, nó nhanh rồi nó chậm, vậy nó cũng hay. Nói chung á là cái video này Trâm sẽ làm kiểu như là Trâm muốn cho các bạn khám phá những cái hiệu ứng này nọ mà cái app này nó có thôi. Chứ còn bình thường mà khi mà cái chỉnh cái video này đó thì Trâm không có còn phải làm quá nhiều cái transition ở giữa nhiều cái video như vậy. Tại vì nó làm mình bị rối mắt đó các bạn. Ở đoạn cuối này khi mà các bạn bấm vô á, các bạn chọn cái chữ clip graphics thì ngay ở đây nó có cả cái end credit cho mình luôn. Có nghĩa là những cái bạn nào mà làm những cái video mà có sự trợ giúp của những người khác mà bạn muốn credit cho người ta phía dưới đó, thì bạn có thể chọn cái này. Các bạn nhìn rồi đó, nó sẽ chạy như là mấy cái video mà kiểu như xịn sò luôn vậy đó. Nhưng mà bây giờ thật sự thì Trâm không có cần cái đó lắm, cho nên Trâm sẽ không có chọn mấy cái đó. Cái video mà khi kết thúc á, mà để cho đẹp á, thì thường nó sẽ đen dần đúng không? Thì bây giờ Trâm sẽ bày cho các bạn cách để mà mình sẽ chèn một cái màu đen dần ở phía cuối. Các bạn sẽ chọn chữ media ha, và ở phía dưới đây nó có chữ photo, bạn sẽ chọn cái chữ đó cho Trâm. Thì Trâm sẽ chọn cái chữ background đây nè. Thì các bạn thấy đây nó có rất là nhiều màu ha, thì Trâm sẽ chỉ chọn màu đen thôi. Và sau đó Trâm bấm cái nút tích lên như thế này. Thì giữa hai cái này nó phải giao nhau bằng một cái gì đó để nó đóng cái video lại đúng không, thành màu đen. Cho nên Trâm sẽ kiếm một cái transition nào đó để cho nó làm được cái chuyện này. Cho nên mình sẽ vô cái class transition là nơi có những cái cơ bản nhất. Thì Trâm nghĩ là Trâm sẽ chọn cái crossfade luôn. Cái background này nè, Trâm chỉ muốn nó ngắn lại như đây, kiểu như là cho nó tắt luôn đó. Ở ngay cái đoạn cuối video đó thì thường mình sẽ có cái chữ là thank you for watching đúng không? Thì ngay chỗ này Trâm sẽ bấm vô cái chữ layer ở đây ha. Và các bạn sẽ thấy nó có cái chữ là text ở ngay đây. Và sau đó cái chữ nó đang ở đây rồi, bạn sẽ kéo cái chữ đó xuống đây ha, thu nhỏ chữ lại, và sau đó nó có cái chữ fun nè, các bạn thấy không? Và qua đây đó thì các bạn sẽ chọn một cái kiểu chữ bất kỳ cho nó. Trâm sẽ chọn đại cái kiểu chữ này đi ha. Một cái video thì không thể nào mà thiếu nhạc được đúng không? Trâm muốn chọn cái nhạc mà trong cái app này nó có sẵn, cho nên Trâm sẽ chọn cái chữ là audio, và sau đó Trâm sẽ chọn cái chữ là music. Và ở trong đây là những cái nhạc này là Trâm đã tải về sẵn rồi, nhưng mà nếu như bạn muốn tải những bài khác thì bạn cũng có thể chọn cái gian hàng đó ha. Và trong đây nó cũng sẽ có rất là nhiều cái bài khác nhau mà bạn có thể nghe thử và tải về. Trâm sẽ chọn một cái bài mà Trâm đã chọn sẵn rồi. Nên Trâm sẽ chọn cái bài này, và mình muốn chọn bài nào đó thì mình sẽ bấm dấu cộng. Và sau đó là có một cái đoạn nhạc nó chèn vô cho mình. Các bạn biết một cái video mà khi nó vừa bắt đầu á, thì cái nhạc nó sẽ nhỏ, sau đó nó to dần. Và khi mà nó kết thúc đó thì nó sẽ nhỏ 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 dần luôn. Thì Trâm sẽ bày cho các bạn chỉnh cái đó để nhìn cho nó xịn hơn nè. Thì ở ngay đây bạn sẽ chọn cái audio ha. Và sau đó ở bên tay phải bạn sẽ thấy cái chữ là volume envelope. Thì Trâm sẽ bấm dấu cộng ở đây. Thì bạn sẽ thấy nó có một cái dấu cộng ở ngay cái đường line màu đỏ luôn. Như thế này ha. Và sau đó là Trâm sẽ kéo nó xuống như thế này. Đó, các bạn thấy không? Và ngay ở chỗ này nè, thì Trâm muốn cái nhạc nó tắt dần. Thì ở đây Trâm sẽ làm tương tự ha. Trâm sẽ bấm vô cái audio này, Trâm sẽ chọn cái chữ là volume envelope. Và sau đó Trâm cũng sẽ bấm cái dấu cộng luôn. Sẽ di chuyển cái đường line màu đỏ về phía cuối. Trâm sẽ chọn cái đường line đi xuống như thế này thì nó sẽ tắt dần luôn. Ok, và bây giờ Trâm sẽ cho các bạn xem cái thành quả của cái video này như thế nào nha. Mình đã có một cái video để mình có thể đăng trên Facebook, đăng trên Instagram hoặc là đăng ở trên YouTube rồi. Và các bạn thấy video như thế nào? Trâm cảm thấy hơi bị già hơn so với tất cả những cái video trước kia. Nhưng mà do cái cách để mà mình chỉnh một cái video á, nó còn rất là nhiều thứ để mà nói, để mà chỉ cho các bạn. Nhưng mà nếu như mà bạn đã thuần thục những bước này rồi thì tất cả những cái video sau này của Trâm á, thì nó sẽ rất là dễ với bạn. Tự nhiên quay xong bây giờ nó chiếu vô. Và có những cái bạn mà muốn làm vlog này hay làm YouTube á, thì có thể các bạn có thể tham khảo những cái video của Trâm ha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.